Thung Lũng Chết, tác giả Thạch Kim Thử, thể loại tôn giáo kinh dị, thực hiện Phúc Thành, giọng đọc Ngọc Huyền. Giới thiệu truyện: Thùy Anh là cô sinh viên năm nhất trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Buổi tối nọ, sau khi rời thư viện, cô được một bạn học trong trường mời tham gia vào nhóm thiện nguyện bảo vệ môi trường do thành đoàn tổ chức. Bản thân cô cũng thường xuyên quan tâm tới vấn đề này nên đã không ngần ngại liền vui vẻ đồng ý nhận lời. Sau buổi giao lưu gặp mặt các thành viên, thật không thể ngờ đội trưởng lãnh đạo của nhóm này lại chính là Hoàng Dũng, anh họ của cô. Nhiệm vụ của cả nhóm lần này chính là phải ngăn chặn một công ty xây dựng đang cho nổ mìn phá núi, khai thác mỏ đá trái phép. Công việc trên trực tiếp gây ảnh hưởng trầm trọng tới môi trường sống cũng như hệ sinh thái của bầy vọc mông trắng đang được bảo tồn cư trú tại nơi này. Kế hoạch đã được lên sẵn và cần thực thi trong vài ngày tới. Lúc này ai cũng hồ hởi chờ đợi cho tới ngày được lên đường. Thế nhưng họ đâu biết rằng những thứ nguy hiểm nhất cùng với lưỡi hái tử thần đã trực chờ sẵn hòng cướp đi sinh mạng của họ bất cứ khi nào.